សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបិចសូលីកាបង្ហាញភេទកូនក្នុងផ្ទៃសមតាមបំណងនាងនិងអនាគតប្តីនៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតារាចម្រៀងរូបស្រស់បិចសូលីកានឹងក្លាយជាម្តាយរបស់គេហើយហើយថ្មីៗនេះក៏មានការបង្ហើបពីសំណាក់មិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់បិចសូលីកាថាកូនក្នុងផ្ទៃរបស់តារាចម្រៀងរូបនេះគឺជាកូនប្រុស ដោយទាំងនាងនិងអនាគតស្វាមីពិតជារីករាយជាខ្លាំងព្រោះសមតាមបំណងបើទោះបីជាពពោះចិត្តសម្រាលក៏ពិតមែនបិសូលីកានៅតែមានសម្រស់និងតបតែងខ្លួនស្អាតខ្ញងដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាមានការបង្ហើបថាកាន់តែគៀដល់ថ្ងៃសម្រាលបិសូលីកាកាន់តែទទួលបានការមើលថែជាពិសេសពីសំណាក់គូដណ្ដឹងពេលនេះនាងក៏មានសុខភាពល្អជាធម្មតាដែលតាមគម្រោងនាងនឹងទៅសម្រាលកូននៅឯមន្ទីរពេទ្យល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយកូ
hơi bệnh xô lý cá nơi tại bần tó ca nghe xa lập bạc rửa bạp nà lời. Sọp thằng ngay niên có miền hàng bái, xa đà là cùng bông tù bàn ca gom trốt bị xâm nạ tệ thị chôn. Miền ca xa xa thá bà tù bày chế bèl chù bà tè nà rương ác rớp tùn bà tùn có bệnh mền bần tái bệnh xô lý cá. Miền xâm náng bàn tù tù ca lực tực chất nâng cất đầy xa lánh bị xâm nạ cụ đơn đấng, nâng cồng cụ xá sạch thay. Yang nam mình cao bì âm long thay bón nơi sức đầy sở lành còn lòng tình nít niềng có tự tuột bàn bạch bà cổ lạp chỉ chẳng tốn rùm cho mùi nâng. Prat đô la chỉ chẳng bì xâm nạ cụ đơn đấng tiệt phong. Đào thơ ói nề ri chỉ chẳng lùi chẳng nén ông bì chỉ vớt ở rộp bọt niềng. Chà bê nít bạch xô lý ca nâng cụ đơn đấng xong tạm bông nón hơi đào phụ quân. Trong bán, con bảo ai lớn nít cứ bán con bảo mên. Yang nâng rung chăm mơ thà. Ta con rộp bọc bạch xô lý ca sở sát khi chút cụ ở sở lãnh bẹp nà nụ. Bờ bà mạc sốt tế sở sát sở sân hạp bẹp nì. Chà hơi tệ tôn nằm bồn mê nị đáy cơ xôn bình chọc tại trâm nì. Ở con mong bồn tiếng ọc nì á. Xôn chịch subscribe nâng rụt cảnh đăng nằm bây tư tụt bàn bồn mê thamay chìa bần tỏ tiết xôn ọc con xôn cổ rộp lìa.